Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 29 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý, vận trình thứ năm này xem tử vi cho thấy cục diện Tý mùi tương hại nhắc nhở người tuổi Tý cần kiểm soát cảm xúc của mình nếu không muốn rước họa tiểu nhân lời người xấu đồn đoán có thể sẽ khiến cho danh tiếng của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng và với bạn tuổi tý nếu có vấn đề xảy ra chớ nên nóng vội xử lý hay bốc đồng nổi giận khiến cho các mối quan hệ bị phá vỡ mà công việc cũng chẳng thể được giải quyết hãy bình tĩnh ngồi lại với nhau và tìm ra cách xử lý hiệu quả nhất lại thêm trong ngày này gặp ngày có tỷ kiên xuất hiện có thể vận trình tình cảm của những chú chuột hôm nay không được tốt cho lắm khi mà bản mệnh cố chấp không chịu nhận lỗi sai về mình một mối quan hệ mà bạn cảm thấy không xứng đáng để mình hạ thấp cái tôi để có sự hòa hợp đôi bên thì khó có thể lâu bền được. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, làm việc gì cũng nên hỏi ý kiến của quý nhân, bậc cao niên hoặc cấp trên mới có lợi, có tiền bạc. Đối với phái nữ sức khỏe, tình cảm không tốt, nếu cầu về hôn nhân cưới gả nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn, sai hẹn hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang chỉnh đốn tu bổ cho nhà cửa công việc không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác đi xa không có lợi nên lấy sự hòa giải tình cảm làm phương châm hành động tài lộc dễ hao tử vi tuổi mậu tí thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc công việc làm ăn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn có tin xa nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Có hỷ sự, tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Nếu cầu về hôn nhân cưới gả nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn, sai hẹn, hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở. Làm việc gì cũng nên lấy tình cảm, sự giao thiệp đi trước, và chịu thiệt thòi một chút sẽ có kết quả. Không nên ngồi tại chỗ chờ đợi mà nên ra đi gặp gỡ. Có hỷ sự, hao tốn tài lộc nhưng không phải là làm ăn thua lỗ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Nếu sự việc tiến hành nhanh chóng thì rất dễ bị bỏ dở, đứng chừng do gặp thiếu sót hoặc có tin tức làm đảo lộn. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Có hỷ sự, ngày chỉ tốt cho những việc cấp thời, ngắn gọn. Con số may mắn, 22, 75. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, xanh lục trắng, quý nhân phù trợ, dậu thân tị. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi thứ năm này, đối với bạn tuổi Sửu cho thấy, do tác động của cục diện mùi Sửu tương xung, mâu thuẫn tình cảm của người tuổi Sửu được đẩy lên đỉnh điểm. Những trận cãi vã, hiểu lầm trong cuộc sống vợ chồng khiến cho bản mệnh vô cùng mệt mỏi, thậm chí có lúc nghĩ tới buông tay. Và ngày này đối với người độc thân, có thể sẽ phải chấn chỉnh lại các mối quan hệ xã giao của mình nếu không muốn vướng phải những phiền phức không đáng có. Bạn không có ý nhưng đối phương có tình, không phân biệt rạch ròi các mối quan hệ xã giao sẽ khiến cho bạn rơi vào thế bí. Tử vi thứ năm này còn nhắc nhở con giáp tuổi sửu cần phải thận trọng trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Bạn có thể sẽ bị tiểu nhân thiên quan chọc phá, gây ra những chuyện không hay rồi đổ lỗi cho tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu, thụ mệnh kim, ngày xung của buồn mạng, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác chỉ đem đến sự rủi ro mất hòa khí trách oán nếu công việc hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui tài lộc nhỏ hoặc có lộc ăn tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng sự việc không phải là đơn giản nếu là công việc của mình thì nên hỏi ý kiến của quý nhân cấp trên sẽ có sự thuận lợi có tin buồn ở xa, ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, việc đi lại, di chuyển thường gặp khó khăn, chắc trở. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa, ngày sung của buồn mạng, nếu đang tiến hành công việc hoặc đang chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự trì trệ, cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn, dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn, tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng nếu công việc hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang chỉnh đốn lại nhà cửa công việc nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui tài lộc kém sức khỏe không tốt gia đạo bất an tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng không nên làm gì hấp tấp vội vàng dễ có sự trách oán và kết quả cũng không thành công ngày gặp nhiều khó khăn trở lực cực nhọc buôn ba hoặc sức khỏe không tốt có tin buồn, cần phải hết sức khéo léo cho mọi việc, hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng, ngày dễ gặp chuyện bất lợi, bực mình. Con số may mắn, 59, 68. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, tuất mão, hợi. Tử vi tuổi dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, với bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, bạn đang có sự nóng nảy do thương quan gây ra, có thể khiến cho bạn tuổi Dần dễ làm hỏng việc. Đừng phản ứng gay gắt hoặc tỏ ra nóng nảy với mọi người xung quanh chỉ vì họ không đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Thay vì đòi hỏi nên tự điều chỉnh bản thân và học cách chấp nhận hiện tại và với bạn tuổi dần ngày này, trong các tình huống chưa biết nên quyết định thế nào, cách tốt nhất là hãy im lặng và quan sát hành động của những người xung quanh, từ đó bạn sẽ tìm ra cách hành xử đúng đắn và phù hợp với bản thân. Lại thêm vận trình ngày này cũng gặp ngày có một khắc thổ, điểm báo này cho thấy chuyện tình cảm của bạn có thể đang gặp trục trặc. Hãy thử nghĩ xem đã bao lâu rồi hai bạn dành cho nhau thời gian hoàn toàn chỉ có hai người mà thôi, không điện thoại, không Facebook, không game, không có bất cứ ai xen vào giữa hai người tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở công danh tài lộc tình cảm có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng dự tiệc thuận lợi cho việc kết hôn kết bạn đến gặp quý nhân có người đi xa có khách đến hạp các nghề nhiếp ảnh xây dựng địa ốc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên có sự tu bổ sửa chữa mua sắm chỉnh đốn lại công việc nếu có người hoặc có tin tức đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy nghĩ lại hoặc có được tin tức không tốt về công ăn việc làm cũng không nên lo âu mọi việc sẽ có sự ổn thỏa có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dù sự việc có xảy ra thuận lợi vui vẻ cũng nên có sự giới hạn hoặc phải đề phòng sự dòm ngó của người khác hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình mọi việc chưa phải là kết thúc nên cẩn trọng về lời nói có tin xấu về đi lại di chuyển xe cộ đề phòng rủi ro về chuyện này tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc trong sự mong cầu về tiền bạc và tài lộc cần phải hết sức khôn khéo và giữ bí mật hoặc xem tình hình của người khác tiến hành ra sao hấp tấp sẽ gặp điều bất lợi có người muốn nhúng tay vào cùng một công việc mọi tin tức đều nên cẩn trọng tài lộc trung bình tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mọi việc không nên xem thường vì tình thế có nhiều biến chuyển bất ngờ hoặc gặp nhiều áp lực lấy sự an toàn làm điều chính đề phòng rủi ro cần tránh mọi sự tranh cãi thị phi sẽ đem đến nhiều sự mích lòng và công việc cũng không giải quyết được mọi việc đều phải chậm rãi. Đề phòng rủi ro về đi lại, di chuyển. Con số may mắn, 23, 48. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, mùi, tất, hợi. Tử vi tuổi mão. Thứ năm này, xem tử vi cho thấy, người tuổi mão đang gặp được ngộ hành tam hợp cục nâng đỡ, nên đường tình duyên vượng sắc vô cùng đào hoa nở rộ giúp cho bản mệnh thu hút được ánh nhìn của người khác phái, dù có độc thân thì cũng nhanh chóng tìm được người mình thương. Ngày này đối với các cặp đôi, cả hai đã trải qua những khó khăn, gian khổ cùng nhau, giờ là lúc mà hai bạn có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng những điều tốt đẹp sắp tới. Nếu thấy đã đến lúc thì hãy tính chuyện về thưa với gia đình, tính duyên hạnh phúc. Lại thêm vận trình ngày này đang có được thực thần nâng đỡ, ngay lúc này, tài lộc của con giáp này đang được dồi dào và cũng sẽ có cơ hội kiếm chắc thêm nữa nếu vẫn còn e ngại thì bạn nên hỏi người có kinh nghiệm để có thêm thông tin xác nhận tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy làm gì cũng nên hỏi ý kiến của người lớn hoặc quý nhân của mình nên xem xét lại vấn đề ngay từ lúc khởi đầu mới ra manh mối mọi sự mong cầu về tin tức đều chậm nếu có đến thì cũng không tốt tin buồn tài lộc dễ hao mất mát chỉ thuận lợi cho việc tu bổ dọn dẹp chữa bệnh giải oan thu vén mọi sự tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không nên tin cần người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt có tin buồn sức khỏe không tốt việc đi lại giao dịch hoàn toàn không có lợi có sự hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi kỳ mão thuộc mệnh thổ mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự đóng góp cũng không nên từ chối mà cũng không nên quyết định ngay còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ có tài lộc tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên có sự nghỉ ngơi hoặc chờ đợi tin tức mới rồi hãy tiến hành công việc có cuộc đi chơi ngắn của người thân hoặc nhà có chuyện vui tài lộc trung bình nên thu vén công việc dọn dẹp tu bổ sửa chữa mua sắm dành cho công việc sắp tới tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim mọi việc đều có thể xảy ra không như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tài lộc hoặc có cuộc vui ngắn. Con số may mắn, 55, 36. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. Tử vi tuổi thìn. Xem tử vi cho thấy, bạn tuổi thìn trải qua ngày thứ năm này đang gặp được chính quan chiếu mệnh, cho thấy, con đường công danh sự nghiệp của tuổi thìn hôm nay khá suôn sẻ và tốt đẹp. Bản mệnh được cấp trên công nhận những thành tích và công sức mà bản mệnh bỏ ra trong thời gian qua, rất có thể sắp tới bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn tuy nhiên với bạn tuổi thìn bạn nên học cách xử lý vấn đề linh hoạt hơn trong các tình huống vì thực tế sẽ chẳng có việc gì hoàn toàn tuân theo kế hoạch mà bạn đã định phản ứng càng nhanh thích nghi càng sớm thì sẽ càng có lợi cho bạn ngày này lại đang gặp ngày có thổ khí vượng bạn tuổi thìn cần có một chế độ ăn uống khoa học bên cạnh việc luyện tập vận động thường xuyên để tăng sức đề kháng cho cơ thể đảm bảo cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất có thể tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có người ở xa đến thăm có lộc nhỏ hoặc có tin xa vừa về công việc lẫn tình cảm mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo tìm hiểu không nên vội vã tiến hành có người dòm ngó và muốn cản trở công việc của mình nên ngồi tại chỗ không nên di chuyển bất lợi tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi không nên nhúng tay vào chuyện của người khác ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc cũ đi xa hoặc di chuyển bất lợi, hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, trong ngày dễ có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Ngày có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại. Cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, nên sẵn sàng hao tốn về những chuyện nhỏ mới có kết quả. Có tin xa có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến. Chính mình nếu muốn toan tính việc gì cũng nên tìm gặp quý nhân xin ý kiến. Do đó mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo, tìm hiểu. Không nên vội vã tiến hành, nên ngồi tại chỗ chờ đợi. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại. Cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. Ngày này dễ có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Con số may mắn, 57, 62. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, tuất dậu, thân. Tử vi tuổi tỵ Vận trình ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy, bạn tuổi tỵ trải qua một ngày đang có được báo hiệu với sự xuất hiện của quý nhân tam hội và điều này làm cho bạn tuổi tỵ một ngày làm việc hiệu quả chỉ cần bình tĩnh xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người thì bản mệnh có thể giải quyết nhanh chóng tất cả mọi vấn đề. Hãy tin rằng kể cả những vấn đề hóc búa nhất cũng sẽ có cách giải quyết. Lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này gặp được chính tài chiếu mệnh, còn mang đến cho con giáp này cơ hội để nhanh chóng phát tài phát lộc. Bản mệnh có sẵn tư chất, lại thông minh, nhanh học hỏi nên có thể phát huy những năng lực tiềm ẩn của mình một cách xuất sắc, mang tiền bạc về tay. Bên cạnh đó, với bạn tuổi Tỵ cũng gặp được ngày có hỏa sinh thổ cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người nhà cũng vô cùng hòa hợp. Bạn không ngại chia sẻ những lý tưởng thực sự trong lòng mình với người nhà. Người thân cũng luôn lắng nghe bạn và đôi khi còn đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích cho bạn. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mọi dự tính đều gặp phải sự thay đổi bất ngờ do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến. Có tin buồn, chỉ nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm những gì cần thiết còn thiếu thốn có tin tức ở xa. Ngày không nên mưu cầu, giải quyết những việc lớn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự cực nhọc, vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Sự tiếp xúc, giao thiệp, hợp tác, gặp gỡ đều không có lợi, không đúng như dự tính. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt, nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày rất dễ gặp sự cản trở, khó khăn hoặc chỉ nhận được những tin tức bất lợi từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe. Chỉ nên nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường. Việc gì cũng nên cẩn trọng chớ để ràng buộc bị vướng vào những chuyện không đâu. Sức khỏe không tốt, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Con số may mắn, 13, 65. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi ngọ ngày thứ năm này thầy tử vi chỉ ra rằng với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện mùi ngọ nhị hợp cho thấy công việc của bạn có nhiều tín hiệu đáng mừng ngày tăng lương thăng chức không còn xa nữa với bạn tuổi ngọ còn may mắn hơn khi trong ngày này có được công việc như ý cùng những người đồng nghiệp tốt môi trường làm việc chuyên nghiệp cấp trên coi trọng người tài cũng giúp bạn có thêm nhiều cơ hội để phát triển hơn trong sự nghiệp cộng thêm trong ngày cũng có được thiên tài chiếu mệnh cũng giúp cho đường tài lộc của con giáp này khởi phát hanh thông bạn có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình nếu là người làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài hàng hóa bán chạy vô cùng tử vi tuổi giáp ngọ thủ mệnh kim đang ở trong tình thế không được thuận lợi không nên làm cản hoặc nêu ý kiến của mình hãy thuận theo thời thế và chờ một dịp khác hoặc ngày khác trong vấn đề tình cảm không nên có tính cách lâu dài hoặc nên giấu kín có đệ tam nhân xen vào tài lộc trung bình, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Tài lộc dễ hao, có tin buồn, không như ý. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, mọi việc đều có thể xảy ra dù đã có dự tính trước. Nên nhẫn nại trong sự chờ đợi nếu có sự chậm chạp hoặc phân vân không biết tính toán hướng nào. Sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ người mình mong cầu. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, ngày của sự hẹn ước hoặc công việc đến do đã có sự tính trước có nhiều công việc cần phải lo âu giải quyết kể cả chuyện vui chơi, tình cảm, giải trí. Có tin xa, nhưng cũng có tin buồn về sức khỏe, tai nạn, rủi ro của thân nhân, bè bạn. Có sự hư hại về đồ đạc cần phải tu bổ, sửa chữa. Con số may mắn, 54, 32. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. Tử vi tuổi mùi ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy, bạn tuổi mùi đang có điểm báo gặp thiên quan gây họa, điều này dễ làm cho bạn phải chịu những chuyện không hay trong cuộc sống. Những tranh đấu thiếu trung thực khiến bạn mệt mỏi, tiểu nhân nói xấu, đâm sau lưng làm lung lạc tinh thần của bạn. Với bạn tuổi ngọ dù khó khăn trùng trùng, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà bi quan. Thậm chí trong tình huống xấu nhất bạn cũng nên học cách suy nghĩ lạc quan vì đó là động lực giúp bạn vượt qua tất cả. Khi bạn nghĩ vấn đề được thông suốt hơn cũng là lúc có quý nhân phù trợ. Khi đó, bạn sẽ trở thành con giáp lạc quan luôn mỉm cười đối diện với mọi khó khăn. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày 18 tháng 3 âm lịch và ngày này là ngày ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian cho rằng ngày này thuộc bách kỵ tức trăm sự đều kỵ, vì vậy với bạn tuổi mùi không nên làm các việc trọng đại. Do đó bạn nên sắp xếp công việc phù hợp để mọi việc được xuân sẻ. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim ngày tuổi của buồn mạng có nhiều sự bận rộn lo toan cho công việc và hao tài tất cả đều chưa có kết quả cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai nên chú trọng sự góp ý của bè bạn người cộng sự trước khi quyết định ngày thuận lợi cho sự nhóm họp bàn thảo hao tài về mua sắm đi lại tử vi tuổi đinh mùi thụ mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ sửa chữa đồ đạc nhà cửa nên nghỉ ngơi tránh sự tranh cãi thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương mở tiệm hợp tác tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ sửa chữa đồ đạc nhà cửa nên nghỉ ngơi tránh sự tranh cãi thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương xuất hành ký kết hợp tác tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ ngày tuổi của buồn mạng có nhiều sự bận rộn, lo toan cho công việc, tất cả đều chưa có kết quả cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai. Nên chú trọng sự góp ý của bè bạn, người cộng sự trước khi quyết định. Ngày thuận lợi cho sự nhóm họp, bàn thảo, hao tài về mua sắm, đi lại, nhưng có tài lộc cũ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, ngày tuổi của buồn mạng, thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ, sửa chữa đồ đạc nhà cửa. Tránh sự tranh cãi, thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn, ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Có cuộc đi ngắn. Con số may mắn, 25, 58. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi thân vận trình ngày thứ năm này xem tử vi chỉ ra rằng với bạn tuổi thân đang có báo hiệu được chính ấn trợ mệnh cho nên với năng lực của người tuổi thân không chỉ được ghi nhận mà những người xung quanh còn nể trọng vì bạn là người có năng lực lại không tranh đấu hơn thua không tham danh lợi nhiều đồng nghiệp bạn bè yêu quý bạn cũng vì điều đó và với bạn tuổi thân nếu tiếp tục giữ được phong độ này bạn có thể được tăng lương thăng chức trong thời gian sắp tới bản mệnh vốn là một nhân viên chăm chỉ vì thế cho dù có những thời điểm thành tích chưa thật xuất sắc thì bạn vẫn có thể rất được lòng lãnh đạo lại thêm trong ngày cũng đang gặp được ngũ hành tương sinh báo hiệu sức khỏe của bản mệnh đang rất dồi dào tinh lực tràn trề mang đến tinh thần sảng khoái hăng say làm việc thậm chí bạn còn rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh bạn sẽ thấy ngày hôm nay mình làm việc rất hiệu quả tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nửa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết tình cảm bình thường có tin xa ngày của sự hẹn ước đáo hạn sự mong cầu về tài lộc còn xa chỉ có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám sự việc sẽ kéo dài không được như ý tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa đã đến lúc cần phải giải quyết công việc cho xong hoặc cần phải thay đổi phương hướng kế hoạch hiện tại nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn ký nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn ký nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tình cảm bình thường có tin xa ngày của sự hẹn ước đáo hạn sự mong cầu về tài lộc còn xa chỉ có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám sự việc sẽ kéo dài không được như ý đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nữa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn ký nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn. Con số may mắn, 79, 26. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. Tử vi tuổi dậu. Vận trình ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy, với bạn tuổi dậu đang gặp được thiên ấn trợ mệnh cho nên, hôm nay công việc của tuổi dậu khá suôn sẻ và thuận lợi bản mệnh còn có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người mình cũng như phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau tìm thấy thêm hướng đi cho mình trong tương lai và với bạn tuổi dậu vốn là con giáp này có năng lực chẳng kém ai lại thêm bản tính chăm chỉ và luôn nỗ lực bền bỉ nếu biết tận dụng thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ còn giành được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai sắp tới trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng tây bắc phía ngoài phòng thai phụ giường ngủ và nhà vệ sinh do đó thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự buôn ba phiền muộn rắc rối mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn danh dự uy tín bị va chạm đi xa di chuyển không có kết quả hoặc kết quả vẫn y như tình trạng cũ chỉ nên ngồi yên và chỉnh đốn sắp xếp lại mọi việc tin tức không tốt có tin buồn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn cẩn thận sử dụng phương tiện xe cộ máy móc có tin vui về đám tiệc hoặc được mời dự tiệc tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày của sự hẹn ước hoặc những công việc đã có dự tính trước nên đi xa di chuyển gặp người mình mong cầu dù đó là chuyện tình cảm giải trí vui chơi cũng vậy không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn danh dự uy tín bị va chạm tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên nhẫn nại khi thấy việc chờ đợi chậm chạp hoặc có sự trắc trở ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Con số may mắn, 15, 64. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. Tử vi tuổi tuất. Với bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng, bạn đang trải qua một ngày gặp cục diện mùi tuất tương phá, điều này làm cho bạn tuổi tuất sẽ phải đối mặt với những chuyện buồn về tình cảm đôi bên không thấu hiểu lẫn nhau thay vào đó là hiểu lầm và cãi vã khiến cho những nỗi đau càng thêm khoét sâu vào lòng đối phương và lúc này với bạn tuổi tuất càng cần phải đề phòng có kẻ thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân phá hoại tình cảm của hai bạn đừng để những lần giận dỗi hiểu lầm trở thành cơ hội để người khác phá hoại hạnh phúc mình đang có may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh tạo cho bạn có được điểm sáng trong công việc với bạn tuổi tuất thái độ chính trực và tinh thần trách nhiệm cao bạn rất hay được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng bạn không bao giờ phụ lòng tin của mọi người tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp đóng cửa kết thúc công trình công việc có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên tìm gặp quý nhân cấp trên hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công nếu không cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa chỉnh đốn về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc cho đến chuyện tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân nên thay đổi mọi việc tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp đóng cửa kết thúc công trình công việc có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy việc mong chờ đã lâu nay có kết quả hoặc có phương hướng giải quyết nhưng cũng chưa phải là tốt cho lắm cần phải chỉnh đốn tu bổ thêm chuyện tình cảm đã đến lúc cần phải nói lên những ý nghĩ trong lòng của mình dù có gặp sự phiền lòng con số may mắn 32 54. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi hợi, vận trình ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện mùi hợi bán hợp, điều này làm cho con đường tình duyên của người tuổi hợi đang khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh có thể sẽ được người quen giới thiệu cho người phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Và đối với các cặp đôi trong ngày này, chuyện tình cảm càng ngày càng nồng nàn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những hiểu lầm trước đó được giải quyết, không còn mâu thuẫn hay tranh cãi nữa. Tuy nhiên, trong ngày này lại gặp ngày có kiếp tài ngáng trở, tuy tình duyên vượng sắc nhưng với bạn tuổi hợi có thể gặp chuyện rắc rối liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh cứ nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người, nhưng tới cuối cùng mới phát hiện ra mình rất dễ tin người nên rơi vào bẫy dập lừa gạt tiền bạc. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, chắc trở có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có tin buồn, tiền bạc khó khăn, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự khó khăn, trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng, gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc sức khỏe không tốt có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng gia đạo bất an nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Không nên mưu tính những chuyện lớn lao chỉ có cực nhọc mà kết quả ít, hoặc gặp rủi ro, tai nạn, chuyện phiền lòng. Có tin buồn, sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, chắc trở, có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, hoặc có cơ hội, có lộc ăn. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Con số may mắn, 46, 69. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại